quê hương Hoa Kỳ là quê hương thứ hai. Xin quý vị vui lòng giúp đỡ và trân trọng hôm nay. Và tôi xin thay mặt gia đình là cảm ơn quý vị đã bỏ số ít giờ quý báu trong buổi tiệc hoan hỷ này. Trong buổi tiệc chắc không tránh khỏi niềm thiếu sót. Xin quý vị nhận vui lòng nhận đây là lời thứ. Và nói cuối cùng của chúng tôi là xin quý vị vui vẻ và ngon miệng, không say không về. Xin quý vị trong chào hôm nay. Và lượt này lời nói rất là những thành viên trong gia đình chúng tôi nói tôi là đắc tình quý vị. Em thay mặt gia đình cảm ơn anh chị bác và bà nội và mấy anh chị đã dành chút thời gian tới mặc dù ở đây là bão. Dạ, lần đó đầu tiên thì cho phép em như con chạy với đình của mình. Dạ, con tên là Khoa, là con của bố Quốc và mẹ Hoa, và là em trai duy nhất, còn sót là ở Việt Nam. Là cũng cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều, là người lệnh đánh tiên con đầu tiên trong gia đình khi mà những cái bước đường khó khăn nhất để mà tạo cái điều kiện thuận lợi cho bố mẹ. Và cho đến ngày hôm nay thì con trải qua được 9 năm sau khi mà chinh phục cái thời gian giấy tờ hồ sơ thì cũng đã đặt chân được đến nước Mỹ tự do. Và trong cái quá trình còn bỡ ngỡ, thẹn thùng, e ngại thì rất mong là được quý anh chị, cô chú là sẽ được giúp đỡ và chỉ bảo nhiều hơn để con có thể sớm hòa nhập với gia đình. Và một lần nữa xin cảm ơn quý gia đình đã dành thời gian rất là quý báu để đến chung vui một buổi tiệc thân mật bằng tay, và xin chúc gia đình một buổi tiệc thật là ngon lành. Tiểu bang khá là xa xôi nhưng mà cũng dành thời gian tới đây để chia vui với lại tân lương là áo hồng, tân lương áo hồng. Dạ xin phép mời anh Mẫn và có đông điều kiện. Nói gì hả? Tối nay cũng là cái tiệc để chúc mừng sinh nhật Ngọc, rồi chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc với lại gia đình. Cảm ơn. Của em và em trai của em.
mời quý vị.